768 này, đếm đếm to lên nha. Ờ. Ừ. Đúng rồi. Để ra ngồi cái này đó. Quay cho ánh sáng. 70 76 77 78 79 60 67 68 79 70 76 77 78 79 60 67 68 79 70 76 77 78 79 60 67 68 79 70 76 77 78 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60 67 68 79 60
768 với tám dùng giày nữa. Súng keo ông khác lấy, mày có ai súng keo khác lấy đi. Súng keo ông mình lấy cho, chuyện mình lấy cho.
lấy rồi mà lấy mới lấy bốn hai. Số số game Khương lấy thêm 6 cái nữa. 48 cái rồi. Ok, anh chị nào mà cần tán chuồng tia ren tán chuồng thì hãy liên hệ mình nha. Công ty mình chuyên sản xuất tia ren tán chuồng ha. Thì anh chị có thể xem đây nè. Đây là cái quy trình sản xuất tia ren của mình nè. Lấy 42 rồi nè. Đây là ti ren 12 nha anh chị ơi. Đây là ti ren 12 nè, rất là đẹp luôn nha. Còn đây là T-Ren 16 nha. Đem ra trước giao cho khách luôn. Khách ngồi trong phòng á. Anh đi xe máy đó. T-Ren 16 nè. Mở vẫn sao đi. Có bao tay thì không mang vô. Chắc hư mẹ rồi sao á. Chắc hư rồi. Xuống kêu chủ xe đi. Kêu chủ xe đi. Chủ xe. Sao xe vẫn mở được vậy? Yếu quá kìa. Ông kêu yếu quá kìa. Yếu quá. Đó. Rồi lên đi. 7568. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 với cái lẻ đó. Rồi đủ, lên đường.